Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin dịch COVID-19 trên kênh Thời sự Nhanh. Và chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vaccine COVID-19 đường uống đầu tiên sẽ thử nghiệm tại Việt Nam. Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 tại nhà, nơi chờ hướng dẫn nơi gõ cửa từng nhà. Cà Mau phát triển đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax đạt 52,1%. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Xin mời quý vị khán giả cùng đón xem. Vaccine COVID-19 đường uống đầu tiên sẽ thử nghiệm tại Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 31 tháng 12, lễ ký kết hợp tác đưa vaccine Oravax về Đông Nam Á diễn ra trực tuyến với sự chứng kiến của các đại diện của các cơ quan chức năng Israel và Việt Nam. Oravax là vaccine COVID-19 dạng uống đầu tiên thế giới, đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 tại Nam Phi, đơn vị hợp tác về thương mại ở khu vực Đông Nam Á và hướng dẫn chuyển giao công nghệ sản xuất Oravax tại Việt Nam là Tân Thành Holding. Công ty này cũng được Bộ Y tế chấp thuận chủ trương thử nghiệm lâm sàng giai đoạn tiền sản xuất tại Việt Nam đối với vaccine Oravax, đồng thời đầu tư kinh phí, phát triển và hỗ trợ xin phê duyệt. Vaccine do công ty Oram Pharmaceutical Israel sản xuất được thiết kế chống lại protein S của nCoV với hai kháng nguyên bổ sung, theo nhà sản xuất là có thể bảo vệ người dùng trước cả các đột biến mới nổi. Oravax dựa trên nghiên cứu cốt lõi của nhà hóa sinh Avram Haskell, người từng đoạt giải Nobel hóa học năm 2004, sử dụng nấm men là vật chủ, đảm bảo vaccine không tan trong dạ dày và có thể hấp thụ được ở ruột non. Ở thử nghiệm tiền lâm sàng, Oravax có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của kháng thể immunoglobulin G, IgG, và immunoglobulin A, IgA, trong đó IgA cần thiết cho khả năng miễn dịch lâu dài. Bà Dương Thị Bích Diệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tân Thành Holdings cho biết sau khi kết thúc thử nghiệm giai đoạn 1 Oravax ở Nam Phi, Việt Nam sẽ trở thành một trong những điểm thử lâm sàng tiếp theo. Oram Pharmaceutical và các đối tác hướng tới thử nghiệm trên hai đối tượng mục tiêu là trẻ em và người già có bệnh nền. Bà Diệp nhận định, trẻ em là nhóm ít được tiếp cận với những loại vaccine hiện có. Theo tiến trình nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự kiến kết thúc năm 2022. Công ty kỳ vọng vaccine được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong năm 2023. Giám đốc điều hành Oram, ông Nadav Kindon chia sẻ, thỏa thuận hợp tác bao gồm việc mua trước Oravax, vaccine COVID-19 đường uống sẽ cải thiện đáng kể áp lực hậu cần tiêm chủng và giảm chi phí so với các yêu cầu cơ sở hạ tầng khó khăn của vaccine đường tiêm hiện tại, đồng thời được kỳ vọng giảm thiểu tác dụng phụ không mong muốn. Oravax sẽ được phân bổ tại các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan sau khi được cấp phép. Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cũng cho rằng vaccine đường uống sẽ giúp thay đổi thái độ của một số người có tư tưởng bài trừ tiêm chủng, đồng thời giảm thiểu áp lực cho cơ sở y tế. Khi đủ dữ liệu, hồ sơ liên quan, Bộ Y tế sẽ xem xét phê duyệt vaccine. Ông nói dự kiến đợt dịch lần thứ tư hết sức phức tạp, nhất là với sự lây lan nhanh chóng của virus, vaccine đã, đang và sẽ là vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, bên cạnh thuốc, thực hiện 5K và ý thức phòng dịch. Như vậy, đây là loại vaccine COVID-19 thứ tư trên thế giới được hợp tác thử nghiệm hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất cho Việt Nam. Sau Sputnik V của Nga, ARCT-154 của Mỹ, vaccine Shionogi của Nhật Bản. Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 tại nhà, nơi chờ hướng dẫn, nơi gõ cửa từng nhà. Thưa quý vị, ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết, hiện tại quận đang triển khai kế hoạch ra soát và hoàn thiện danh sách tiêm tại nhà cho đối tượng nguy cơ cao. Trên địa bàn quận có hơn 1.000 người dân nằm trong nhóm nguy cơ cao, chủ yếu là người cao tuổi bị hạn chế khả năng di chuyển, bại liệt. Quận vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể của CDC Hà Nội về hướng dẫn tiêm tại nhà. Đây là quy trình chuyên môn, xử lý cấp cứu tại nhà nếu có trường hợp xấu xảy ra. Vì vậy, quận chờ CDC có hướng dẫn cụ thể thì sẽ tiêm ngay, ông Tuấn nói. Ông Tuấn cho biết, hiện quận vẫn đang tiêm theo hình thức là động viên những người cao tuổi có xe lăn đi ra điểm tiêm chủng tại ngõ. Quận đang lập những điểm tiêm tại ngõ nhỏ, 4 đến 5 người tiêm. Tiêm ở phạm vi như vậy thì sẽ tập trung hơn, dễ dàng theo dõi, giảm được nhân viên y tế. Nếu một ekip tiêm chủng đầy đủ tại nhà cần ít nhất 3 người, gồm một bác sĩ đi cùng 2 điều dưỡng. Chưa kể cần bố trí thêm một xe cấp cứu dự phòng những trường hợp tai biến sau tiêm. Nếu tiêm tại nhà, ít nhất mỗi người sẽ mất 1 tiếng, gồm quá trình di chuyển, thăm khám, theo dõi sau tiêm. Mỗi lọ vaccine có 7 đến 8 liều và thời gian bảo quản tối đa là 6 tiếng từ khi mở nắp. Trong một ngày cũng chỉ thực hiện tiêm chủng cho một vài trường hợp, như vậy khấu hao vaccine sẽ rất lớn. Chưa kể là thiết bị mang theo nhiều cũng gây khó khăn như dụng cụ vô khuẩn, bình oxy, phích bảo quản vaccine, cán vận chuyển v.v. Ông Tuấn thông tin thêm.
Hiện tại quận đang huy động khoảng thêm 10 ekip nữa từ các bệnh viện tư nhân để hỗ trợ tiêm nhanh hơn. Nếu có sự hỗ trợ của 10 ekip như vậy, chỉ khoảng 10 ngày là tiêm hết cho nhóm nguy cơ cao của quận. Khó khăn mình có thể khắc phục được, nhưng phải có quy trình cụ thể theo hướng dẫn của CDC. Khi có hướng dẫn cụ thể, chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai đúng theo chỉ đạo, gấp rút tiêm cho nhóm nguy cơ cao này, ông Tuấn khẳng định. Còn tại quận Hoàng Mai, ông Lê Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận cho biết, bắt đầu từ ngày 29 tháng 12, quận đã triển khai tiêm tại nhà cho nhóm nguy cơ cao là những người cao tuổi có bệnh lý nền và không có khả năng di chuyển đến điểm tiêm. Các cơ sở y tế địa phương đã rà soát và đến từng nhà để thuyết phục, động viên nhóm nguy cơ cao này tiêm chủng. Khi được sự chấp thuận từ gia đình và người được tiêm chủng, nhân viên y tế mới tiến hành tiêm. Khó khăn lớn nhất là lực lượng nhân viên y tế có hạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khắc phục được với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị như đoàn thanh niên, tổ dân phố. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp, khoanh vùng những đối tượng tiêm gần nhau để tận dụng tối đa thời gian di chuyển, thời gian lưu trữ vaccine, ông Thọ thông tin. Ông Đào Xuân Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai cho biết, hiện tại huyện chưa triển khai tiêm chủng tại nhà cho người có nguy cơ cao. Hiện nay vaccine được cấp sắp hết hạn, nên huyện vẫn đang triển khai tiêm vaccine tập trung. Khi tiêm đủ liều cơ bản cho người dân, mới tiến hành rà soát lại để tiêm cho các đối tượng chưa đến tiêm chủng để tiến hành tiêm vét, ông Long nói. Cà Mau triển khai đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau khẩn trương bổ sung lực lượng cho tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động để theo dõi hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động giáo viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội và vận động người dân, đặc biệt là người mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, để bổ sung cho tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động trong toàn tỉnh. Đồng thời tổ chức phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động phụ trách hỗ trợ ít nhất 10 ca F0 tại cộng đồng. Mỗi thành viên của tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động có nhiệm vụ gọi cho F0 qua video call để theo dõi hướng dẫn người mắc COVID-19 tự cách ly, chăm sóc sức khỏe bản thân hoặc người nhà chăm sóc cho người bệnh nhằm tránh lây nhiễm bệnh cho người xung quanh. Thành viên của tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động có nhiệm vụ hướng dẫn các F0 cách sử dụng máy đo SpO2, tìm hiểu tiền sử bệnh và thuốc đang sử dụng, cấp túi thuốc hỗ trợ điều trị F0 và khảo sát đánh giá bệnh nền và khẳng định đủ điều kiện điều trị tại nhà. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn cần hướng dẫn, triển khai quyết định hoàn thành liệu trình điều trị F0 theo đúng quy định, đồng thời phát huy tối đa nhiệm vụ quản lý, chăm sóc F0 tại cộng đồng và truy vết F1, giám sát người cách ly y tế tại nhà và đảm bảo tất cả F0 cách ly, điều trị tại nhà phải tiếp cận được các dịch vụ y tế, cũng như tổ chức chi trả các chế độ hỗ trợ tình nguyện viên theo đúng quy định. Theo Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, bình quân mỗi ngày tỉnh ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19. Có thời điểm số ca dương tính với SARS-CoV-2 vượt mức 1.500 ca một ngày. Do vậy, cùng với chủ trương phát triển đội ngũ tình nguyện viên phục vụ hỗ trợ điều trị F0 tại cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn tăng cường công tác chỉ đạo và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn cho người dân từ 12 tuổi trở lên, triển khai tiêm mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân từ 18 tuổi trở lên, theo quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình, từng người dân định kỳ xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 nhằm sớm phát hiện người bệnh để cách ly, điều trị kịp thời, tránh lây lan bệnh trong cộng đồng. Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu kéo giảm số F0, không để dịch bệnh lan rộng, hạn chế thấp nhất số ca bệnh chuyển nặng và tử vong do COVID-19. Hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax đạt 52,1%. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 12, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia đã họp lần thứ 3 để đánh giá hiệu lực bảo vệ qua thử nghiệm lâm sàng của vaccine COVID-19 Nanocovax do công ty Nanogen TP.HCM sản xuất dựa trên các số liệu mới nhất. Theo kết quả nghiên cứu trong giai đoạn 2 và giai đoạn 3, được báo cáo tại cuộc họp, vaccine Nanocovax làm giảm số ca mắc COVID-19, giảm nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong khi mắc COVID-19. Trong đó, hiệu lực bảo vệ tử vong của vaccine Nanocovax là 100%. Hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax cũng giảm dần theo thời gian. Tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nanocovax đạt 52,1%, đạt tiêu chuẩn cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và FDA Hoa Kỳ. Một thành viên hội đồng chuyên môn cho biết, cuộc họp này Hội đồng Đạo đức chỉ bàn luận bỏ phiếu về hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax với tiêu chí về tính an toàn, tính sinh miễn dịch đã được chấp thuận tại cuộc họp trước đó hôm ngày 16 tháng 12. Sau khi thảo luận dựa trên kết quả nghiên cứu và các dữ liệu bổ sung, 11 trên 15 thành viên hội đồng đã bỏ phiếu chấp thuận về hiệu lực bảo vệ của vaccine COVID-19 Nanocovax. 2 phiếu đồng ý nhưng đề nghị bổ sung dữ liệu và 2 phiếu trắng.
Dự kiến trong tuần tới, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh Quốc gia sẽ gửi văn bản đề nghị Bộ Y tế và Hội đồng Tư vấn cấp phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc sẽ hợp để xem xét đối với vaccine Nanocovax. Trước đó, ngày 20 tháng 12, vừa qua, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh Quốc gia đã thông tin thêm liên quan đến kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine Nanocovax. Theo đó, về tính an toàn của vaccine COVID-19 Nanocovax đặt yêu cầu về tính an toàn dựa trên dữ liệu báo cáo bổ sung giữa kỳ ngày 30 tháng 11. Về tính sinh miễn dịch, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia thống nhất vaccine Nanocovax đặt yêu cầu về tính sinh miễn dịch. Về hiệu quả bảo vệ, Hội đồng thống nhất cần tiếp tục bổ sung dữ liệu các trường hợp mắc COVID-19 theo đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt. Nanocovax là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng trên người tình nguyện cuối năm 2020. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.157 ca nhiễm mới, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 16.142 ca ghi nhận trong nước, giảm 225 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, trong đó có 10.528 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại Hà Nội 1.834 ca, Cà Mau 1.334 ca, Tây Ninh 948 ca, Vĩnh Long 868 ca, Khánh Hòa 785 ca, Cần Thơ 785 ca, Đồng Tháp 782 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 679 ca, Trà Vinh 568 ca, Bình Định 543 ca, Bạc Liêu 507 ca, Thừa Thiên Huế 399 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 359 ca, Đồng Nai 354 ca, Kiên Giang 353 ca, Phú Yên 353 ca, Sóc Trăng 323 ca, An Giang 299 ca, Hưng Yên 296 ca, Bắc Ninh 289 ca, Bến Tre 263 ca, Đắk Lắk 263 ca, Lâm Đồng 229 ca, Thanh Hóa 222 ca, Gia Lai 216 ca, Bình Thuận 185 ca, Tiền Giang 146 ca, Đà Nẵng 140 ca, Nam Định 121 ca, Quảng Nam 119 ca, Nghệ An 114 ca, Vĩnh Phúc 104 ca, Quảng Ninh 98 ca, Bình Dương 94 ca, Quảng Ngãi 90 ca, Hà Giang 86 ca, Đắk Nông 79 ca, Hậu Giang 78 ca, Long An 74 ca, Quảng Trị 70 ca, Thái Bình 61 ca, Phú Thọ 59 ca, Ninh Thuận 51 ca, Hà Nam 48 ca, Kon Tum 48 ca, Hòa Bình 48 ca, Hải Dương 44 ca, Quảng Bình 42 ca, Bình Phước 40 ca, Thái Nguyên 37 ca, Hà Tĩnh 35 ca, Lạng Sơn 34 ca, Bắc Giang 31 ca, Tuyên Quang 28 ca, Hải Phòng 19 ca, Sơn La 19 ca, Yên Bái 14 ca, Lào Cai 12 ca, Cao Bằng 10 ca, Lai Châu 7 ca, Điện Biên 4 ca, Bắc Cạn 2 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.041 ca một ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.620.869 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 16.434 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.615.292 ca, trong đó có 1.212.444 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 498.628 ca, Bình Dương 289.825 ca, Đồng Nai 96.347 ca, Tây Ninh 68.720 ca, Long An 39.965 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 30.833 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.215.261 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.767 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.518 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.190 ca, thở máy không xâm lấn 150 ca, thở máy xâm lấn 890 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong từ 17:30 ngày 23 tháng 12 đến 17:30 ngày 24 tháng 12, ghi nhận 235 ca tử vong. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 238 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.766 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Như vậy, đến nay tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 27 trên 234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 23 tháng 12, có 1.219.867 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là
143.520.464 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 76.679.502 liều, tiêm mũi 2 là 64.807.736 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 2.033.226 liều.